Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Rồi, cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta cùng học lời của Chúa. Trong lần trước khi tôi đến, tôi chia sẻ với hội thánh của Chúa tại nơi đây với cái chủ đề đó là làm việc Chúa làm. Và chúng ta chỉ học mới có 1/2 cái bài học của chúng ta thôi. Có ai còn nhớ ba việc mà lần trước chúng ta học là những việc Chúa làm, có ai còn nhớ không ạ? Chữ thầy em trả cho thầy. Tôi nhắc lại ha, ba việc mà chúng ta đã từng học về những việc của Chúa làm, để cho anh chị em những người ngày hôm nay có mặt đầu tiên chúng ta có thể nắm bắt luôn được cái bài học. Thì chúng ta thấy như thế này đây. Kinh Thánh Chúa nói ở trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu số 12: kẻ nào tin ta thì sẽ làm việc ta làm và làm lớn hơn nữa. Và cái câu kinh thánh này thì ai cũng thích cả, ai cũng thích hết, và ai cũng muốn mình sẽ làm những việc của Chúa làm. Và những việc của Chúa làm chúng ta thường hay nhắc đến đó là gì ạ? Phép lạ, chữa lành, giải cứu, đúng không ạ? Và ai cũng muốn những cái việc đó là những việc mà mình sẽ làm. Nhưng thật ra nếu chúng ta để ý kỹ ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng những cái việc này, những cái việc mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ được làm đó, đó là những việc không quan trọng. Đó là những việc không quan trọng. Tại sao tôi nói không quan trọng? Chúng ta nhớ trong Ma-thi-ơ đoạn 7 từ câu 21 cho đến câu 23, Chúa nói thế nào ạ? Không phải những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì được đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó có nhiều người đến nói cùng ta rằng lạy Chúa, tôi chẳng từng nhân danh Chúa trừ quỷ, chữa lành, nói tiên tri, làm phép lạ hay sao? Nhưng Chúa nói thế nào? Hỡi kẻ làm gian ác, hãy lui ra, ta không biết các ngươi bao giờ. Trong khi ngày hôm nay chúng ta tập trung vào trong những cái việc đó, nhưng mà trong những việc đó có những người đi đến và khoe thành tích với Chúa, và Chúa nói thế nào? Ta không biết các người. Vậy cái điều mà Chúa cần và Chúa biết chúng ta là cái gì? Thì chúng ta sẽ thấy thế này. Ở trong Kinh Thánh Chúa có dùng hình ảnh của cái cây vả. Cái cây vả nó có một điều đặc biệt lắm. Cái cây vả nó có lá và nó có trái, hiểu không ạ? Nhưng mà cái sự sinh trưởng của cây vả này đó thì nó lại có một sự sinh trưởng rất là đặc biệt. Đó là khi nó ra lá thì cũng có nghĩa là lúc nó ra trái. Tức là trái và lá nó sẽ ra cùng lúc với nhau. Cho nên là trong Mát đoạn 11 mới có cái tình tiết của cái câu chuyện đó là Chúa Giê-xu ngày đói, ngày thấy đằng xa một cây vả có lá, và ngày làm gì? Ngày đi đến tìm. Nhưng Kinh Thánh có nói rằng bấy giờ không phải mùa vả, nhưng ngày thấy lá thì ngài đi đến đó và ngài tìm trái. Lá là cái sự bày tỏ bên ngoài để thu hút Chúa. Nhưng Chúa đến, ngài không muốn nhận lấy cái lá, mà ngài muốn gì? Ngài muốn lấy cái trái. Thì cái cây vả đó là hình bóng chỉ về mỗi một đời sống của một Cơ Đốc nhân. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, tức là chúng ta bước vào trong mùa. Thì khi bước vào trong mùa thì chúng ta nhận lấy Đức Thánh Linh. Thì khi chúng ta nhận lấy Đức Thánh Linh thì Đức Thánh Linh sẽ đến với chúng ta. Ngài ở với chúng ta và ở trong chúng ta. Ở với là ban cho quyền năng, qua đó chúng ta có thể bày tỏ phép lạ, sự chữa lành, sự giải cứu. Nhưng Ngài ở trong là giúp cho chúng ta bước đi theo Ngài, trở nên càng ngày càng giống như Ngài, và chúng ta kết quả. Và ngày hôm nay qua đời sống của một Cơ Đốc nhân, qua một hội thánh của Chúa, nếu đời sống của một người Cơ Đốc nhân bày tỏ ra quyền năng và phép lạ, hội thánh của Chúa bày tỏ ra quyền năng và phép lạ, sẽ thu hút nhiều người chạy đến. Điều đó là một điều dễ dàng. Nhưng khi họ đến, họ thấy chúng ta không có cái gì ngoài những cái quyền năng đó, điều gì sẽ xảy ra? Một thời gian họ sẽ rời đi. Một thời gian họ sẽ thất bại. Một thời gian họ sẽ mất đức tin. Và khi chúng ta chỉ tập trung vào trong quyền năng thôi, Chúa cũng không đẹp lòng. Bởi vì Chúa ngày cần cái trái, đúng không ạ? Những cái việc mà chúng ta ước ao mà chúng ta nói rằng chúng ta sẽ làm việc Chúa làm đó, những cái việc đó là cái việc nó như là lá của cây vả, nó như là cái bề nổi của tảng băng.
Nhưng để cho cây vả nó được đứng vững, được ông chủ chúc phước cho nó, thì nó phải ra trái. Để cho một cái tảng băng nó có đủ sức mạnh, thì cái phần chìm của tảng băng nó mới là quan trọng. Cái phần nổi nó không quan trọng. Tại vì nếu cái phần nổi nó có nổi cao cái máy mà nó không có cái phần chìm, thì cái tảng băng đó nó không đủ sức mạnh, nó không có sức mạnh, và nó cũng không thể đứng vững. Một cái ngôi nhà nếu muốn xây cao thì trước tiên cái nền móng phải vững vàng thì nó mới xây cao lên được. Nếu cái ngôi nhà mà xây cao lên mà cái nền móng không vững vàng, điều gì sẽ xảy ra? Ngôi nhà đó sẽ sụp đổ. Cho nên cái phần mà tôi chia sẻ ở đây về những việc gọi là làm việc Chúa làm đó, tôi sẽ tập trung vào những cái việc gọi là việc nền tảng. Còn những cái việc mà chúng ta có thể thấy được, đó là quyền năng, phép lạ, chữa lành, giải cứu, tất cả những công việc ân tứ của Đức Thánh Linh bày tỏ ra, đó là những công việc chúng ta có thể thấy được. Nhưng để cho một cái chức vụ được vững vàng và những công việc đó càng ngày càng tăng trưởng ở trên đời sống của mỗi chúng ta, thì cái công việc nền tảng mới thật sự là quan trọng. Và trong lần trước tôi đã nói đến ba công việc nền tảng. Việc thứ nhất đó là chịu lỵ. Ở trong Luca đoạn 2 câu số 51, Chúa Giêsu trở về chịu lỵ cha mẹ. Cái công việc thứ hai mà tôi chia sẻ trong lần trước đó là làm chọn việc công bình. Khi Chúa Giêsu đến chịu Giăng Báp-tít làm báp têm, thì Giăng Báp-tít nói rằng lẽ ra tôi phải đến với thầy, chứ tại sao thầy lại đến với tôi? Thì Chúa Giêsu nói bây giờ chúng ta nên làm cho chọn việc công bình như vậy. Và việc thứ ba mà tôi chia sẻ hôm nay, tôi chỉ lướt qua thôi. Nếu anh chị em muốn nghe lại, chúng ta có thể tìm lại ở trong cái trang của Hội Thánh, chúng ta sẽ thấy. Việc thứ ba đó là chúng ta phải mặc lấy cái tinh thần tôi tớ hay là phục vụ. Chúa Giêsu nói các ngươi gọi ta là thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng phải rửa chân lẫn cho nhau. Và đây là một cái nguyên tắc để chúng ta có thể được Đức Chúa Trời sử dụng. Không thể nào một người nói rằng tôi muốn trở thành người hầu việc Chúa, ngay lập tức Chúa sức dầu để cho người đó có thể trở thành một người giảng dạy. Ở đây chúng ta có tôi tới của Chúa Mục sư Eric, là một giáo sĩ mà Đức Chúa Trời sai đi đến những cái vùng đất khó khăn mà những người Việt Nam chúng ta có muốn đến cũng rất là khó để đến được. Chúng ta hãy thử hỏi tôi tới của Chúa xem, để bắt đầu chức vụ, bắt đầu những cái ngày đầu tiên của sự hầu việc Chúa, có phải là giảng dạy không? Không. Có phải là ăn trên ngồi trước làm thầy người khác không? Cũng không. Nhưng mà đó là tháng ngày của những sự phục vụ. Tháng ngày của sự phục vụ, càng phục vụ, càng có tâm tình của sự phục vụ thì Đức Chúa Trời ngày càng nhấc lên. Kinh Thánh Chúa nói các quan, các vua của đời này đó thì lấy quyền thế để phục người, để bắt phục người khác. Nhưng mà trong các ngươi thì không như vậy. Ai muốn làm đầu thì phải làm rốt. Ai muốn làm chủ thì phải bắt đầu từ vị trí là tôi tớ. Cho nên việc mà chúng ta mặc lấy cái tinh thần tôi tớ để chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời, đó là cái việc nền tảng để làm gì? Để giúp cho chức vụ, để giúp cho tất cả những cái công việc mà Chúa sẽ sử dụng chúng ta để hành động ở trong cái phần, cái bề nổi đó, nó sẽ càng vững vàng hơn. Chúng ta đừng có tập trung vào trong đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu khi cái nền tảng chúng ta vững rồi đó, thì tự dưng sự sức dầu của Chúa về những quyền năng và phép lạ sẽ được bày tỏ ra. Và Chúa sẽ hành động cách lạ lùng. Và nếu chúng ta tìm kiếm những ơn phước, tìm kiếm những quyền năng, tìm kiếm phép lạ cũng được. Bởi vì Chúa nói hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Nhưng chúng ta có muốn chúng ta là những con người mà Chúa gọi là hỡi đầy tớ ngay là mà trung tín kia được lắm, hay là chúng ta muốn chúng ta trở thành những con người mà Chúa nói hỡi kẻ làm gian ác hãy lui ra khỏi ta? Chúng ta muốn chúng ta trở thành những con người như thế nào? Cả hai đều là tôi tớ, cả hai đều làm những công việc của Chúa, cả hai đều bày tỏ những quyền năng và phép lạ. Nhưng có những con người thì Chúa nói rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Nhưng cũng có những tôi tớ Chúa nói hỡi kẻ làm gian ác hãy lui ra khỏi ta. Có thể về cái bề nổi thì cả hai loại tôi tớ này giống nhau.
Và thậm chí về bề nổi, cái tôi tớ mà bị gọi là gian ác, bị Chúa gọi là gian ác đó, thậm chí vượt trội hơn tôi tớ thật của Chúa nữa. Nhưng Chúa thì nhìn thấy ở trong lòng. Chúa nhìn thấy những cái gì mà chúng ta không thấy. Bởi vậy cho nên chúng ta muốn bước đi với Chúa thì chúng ta hãy bước vào trong con đường của Chúa. Chúng ta muốn cùng làm việc với Chúa thì chúng ta hãy làm những việc của Chúa làm. Và chúng ta muốn đẹp lòng Chúa thì chúng ta phải mặc lấy tinh thần của Chúa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Đó là ba cái việc mà lần trước tôi chia sẻ. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ tiếp ba việc còn lại. Tổng những việc tôi chia sẻ về việc của Chúa làm mà gọi là việc nền tảng đó có 6 việc thôi. Nhưng mà tôi cũng nhắc lại, không phải Chúa chỉ làm có 6 việc này. Bởi vì ở trong Tin Lành Giăng đoạn 21 câu 25, Sứ đồ Giăng nói thế này nè: nếu tất cả mọi việc của Chúa Giêsu làm mà từng việc được viết lại thì chúng ta biết cái số lượng sách để viết những cái việc mà Chúa Giêsu làm từng việc đó nó bao nhiêu sách không ạ? Cả thế gian không đủ chỗ chứa các sách đã viết, cho nên chúng ta không thể liệt kê hết. Nhưng ở đây tôi đang nói tới những công việc nền tảng. Việc thứ nhất là Chúa Giêsu đã chịu lỵ. Thứ hai, làm trọn việc công bình. Việc thứ ba, mặc lấy tinh thần tôi tớ hay là phục vụ. Bây giờ chúng ta đến việc thứ tư, đó là chia sẻ sự sống và tha thứ. Có thể chúng ta sẽ đọc, chúng ta không thấy được một câu kinh thánh nào nói về việc này, nhưng toàn bộ kinh thánh đều nói về việc này. Và cái việc chia sẻ sự sống cũng như là tha thứ đó đã được Chúa Giêsu Ngài nâng nó lên và Ngài làm gọn nó lại thành một hành động mà ngày hôm nay chúng ta thường hay thực hiện. Nhưng nhiều khi chúng ta thực hiện nó theo thói quen mà chúng ta không để thời gian để tìm kiếm ý nghĩa của cái việc chúng ta thực hiện. Đó là buổi tiệc cuối cùng. Ở trong buổi tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu, chúng ta đang ở trong tuần lễ của sự thương khó, phải không ạ? Thì chúng ta cũng sẽ nói đến cái ý nghĩa của buổi tiệc cuối cùng này. Trong buổi tiệc cuối cùng đó, thứ nhất chúng ta phải nhớ rằng cái lễ tiệc thánh mà Chúa Giêsu thiết lập trong buổi tiệc cuối cùng đó, chúng ta gọi là tiệc thánh đó, thật ra không phải chỉ một miếng bánh nhỏ và một chén nước nhỏ mà chúng ta làm đâu. Nhưng mà cái buổi tiệc cuối cùng đó, nó thật sự là một buổi tiệc, thật sự là một cái bữa ăn, chứ không phải là một cái miếng bánh nhỏ, một cái chén nhỏ tượng trưng. Nhưng mà trong cái buổi ăn đó, thì Chúa trong buổi ăn đó có bánh và có chén. Và Chúa đã dùng bánh có sẵn trong bữa ăn đó, Chúa dùng chén có sẵn trong bữa ăn đó để Chúa muốn nói đến, Chúa muốn gửi đến các môn đồ, cũng như Chúa muốn gửi đến chúng ta ngày hôm nay cái ý nghĩa mà Ngài muốn truyền đạt. Khi Ngài lấy bánh, Ngài tạ ơn, Ngài bẻ ra và đưa cho môn đồ. Và Ngài nói gì ạ? Này là thân thể của ta vì các ngươi mà phó cho. Ngài lấy chén, này là huyết ta, huyết của sự giao ước mới đã đổ ra để cho nhiều người được tha tội. Khi sứ đồ Phaolô ông lặp lại cái lời dạy này ở trong Côn Tô Nhất đoạn 11, thì ông còn nói thêm một cái câu mà cái câu đó không được ghi lại ở trong cái lúc mà Chúa Giêsu thiết lập lễ tiệc thánh, đó là hãy làm điều này để nhớ ta. Và đại đa số hội thánh của Chúa ngày hôm nay nhầm lẫn cái câu này, đó là hãy làm điều này để nhớ ta. Và họ tưởng rằng hãy làm điều này để nhớ ta có nghĩa là tới tháng phải ăn cái bánh và phải uống cái chén để nhớ Chúa. Nhưng nếu ta đọc kỹ ở trong Côn Tô Nhất đoạn 11, chúng ta sẽ thấy Phao-lô không nói đến cái việc ăn bánh và uống chén. Bởi vì Phao-lô nói rằng nếu như chúng ta thật sự không hiểu ý nghĩa của bánh và chén, không thật sự không hiểu ý nghĩa của thân thể và huyết của Chúa, mà chúng ta ăn bánh và uống chén thì mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy thì cái điều mà Chúa đang muốn dạy không phải là ăn cái bánh
và uống cái chén. Bởi vì nếu ăn bánh và uống chén mà không hiểu được cái điều Chúa dạy thì sẽ thế nào? Mắc tội với thân và huyết của Chúa. Cho nên ông mới nói rằng, vậy hãy xét lấy mình. Và thường trước ngày trước giờ dự lễ tiệc thánh, người hướng dẫn hoặc là tôi tớ của Chúa, người chịu trách nhiệm phát bánh và chén, thường dành thời gian để chúng ta cầu nguyện, chúng ta xét lấy mình. Bây giờ tôi hỏi quý vị, trong lúc đó chúng ta cầu nguyện, chúng ta xét lấy mình là chúng ta xét cái gì? Xét cái gì ạ? Có ai nói lớn lên không? Xét lấy cái gì? Xét xem có phạm tội gì không, ăn năn phải không ạ? Hay là xét cái gì? Thường đó, trước đây tôi cũng xét là xem có phạm tội gì không để ăn năn với Chúa. Nhưng mà sau này tôi nghĩ xét cái điều đó nó vô ích. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà chờ đến cái lúc chuẩn bị dự tiệc thánh mới ăn năn đó, thì lỡ như chưa tới dự tiệc thánh Chúa trở lại thì sao? Lỡ như chưa tới buổi dự tiệc thánh có cái điều gì đó xảy ra mà Chúa đem chúng ta đi thì sao? Cho nên cái việc ăn năn, Kinh Thánh Chúa không nói với chúng ta rằng phải chờ đến ngày lễ tiệc thánh thì mới ăn năn. Nhưng ăn năn là ngay lúc chúng ta làm điều gì đó sai trật thì Đức Chúa Thánh Linh đã bày tỏ cái điều không vui ở trong lòng của chúng ta rồi. Và chúng ta phải ăn năn ngay lập tức, chứ không phải đợi đến chuẩn bị dự lễ tiệc thánh mới ăn năn. Vậy trong ngày lễ dự tiệc thánh, Chúa nói là này là thân thể ta mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta, có nghĩa là gì? Ngày hôm nay các giáo hội đã nâng tầm của cái bánh và cái chén tượng trưng cho thân và huyết của Chúa lên thành thần tượng. Tôi nói như vậy có lẽ là nhiều người sẽ ngạc nhiên, và thậm chí có nhiều người nói rằng tôi nói quá. Nhưng anh chị em suy nghĩ nha, quý vị suy nghĩ nha. Khi thân thật và huyết thật của Chúa Giêsu đã vỡ ra cho nhân loại, lúc đó có một người nào trong những người ở đây và trong những người trước chúng ta nữa đã chịu báp têm bằng nước chưa? Có chưa ạ? Có ai không? Thậm chí những môn đồ của Chúa Giêsu lúc đó cũng còn chưa xác định được Chúa Giêsu là ai nữa mà. Nhưng lúc đó thân thật và huyết thật của Ngài đã vỡ ra, đã đổ ra để cho chúng ta rồi. Trong khi ngày hôm nay chúng ta đã nâng cái bánh và tượng trưng lên thành một cái gì? Ủa, chị bắt tay bằng nước chưa? Chưa hả? Chưa, không được nhận. Chị bắt tay bằng nước chưa? Chưa hả? Không được nhận. Và trong có những cái buổi khi lễ tiệc thánh được bắt đầu thì cái người bưng tiệc thánh bưng đi, và có những người chấp sự, thậm chí là tôi thấy có những vợ mục sư nữa đi ở phía sau á, người ta tín đồ vừa đưa cái tay ra nhận lấy cái bánh, không được, chưa làm tay nước, không được, lấy lại, và làm cho người ta vấp phạm. Tôi biết chắc trong chúng ta cũng có người đã từng bị vấp phạm trong những việc như vậy. Vậy thì tôi nói là chúng ta đã nâng cái bánh và chén lên thành thần tượng, có đúng không? Trong khi thân thật và quyết thật của Chúa Ngài đã ban cho, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Đằng này giữ cái bánh thôi, chưa nổi tay bằng nước, không được. Vậy thì cái ý nghĩa mà Chúa nói là hãy làm điều này để nhớ ta có nghĩa là gì? Trước tiên Chúa nói thân của Chúa, xin lỗi, Chúa nói bánh là tượng trưng cho cái gì ạ? Tượng trưng cho thân của Chúa. Và huyết là tượng trưng, xin lỗi, chén là tượng trưng cho huyết của Chúa. Vậy thân của Chúa và huyết của Chúa có giá trị gì? Chúng ta cùng nhau chúng ta mở ra ở trong Tin Lành Giăng đoạn 6. Tin Lành Giăng đoạn 6 từ câu 53 cho đến câu 55. Tin Lành Giăng đoạn 6 từ câu 53 cho đến câu 55. Đức Chúa Giêsu Christ phán cùng họ rằng: Quả thật,
Ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người cùng không uống huyết Ngài thì chẳng có sự sống trong người trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời. Nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại, vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Chúa đang muốn nói gì về thân của Ngài và huyết của Ngài? Chúa đang muốn cho chúng ta biết rằng thân của Chúa có sự sống, và ai ăn lấy thịt Ngài, tức là thân của Ngài, thì được sự sống và được sống lại nơi ngày sau rốt. Vậy khi Chúa bẻ bánh và Chúa phân phát cho các môn đồ, ý nghĩa của điều đó có nghĩa là gì? Cả nhân loại trong thời điểm đó đều không có sự sống, bởi vì chúng ta đã mang cái án tử từ Adam. Và tất cả mọi người sanh ra bởi Adam thì đều như thế nào? Chết. Ở trong cái án chết, trong khi Chúa Giê-xu Ngài có sự sống. Và chúng ta không có sự sống, Ngài có sự sống trong thân thể của Ngài. Chúng ta không có sự sống trong thân thể của chúng ta, và Ngài đã chia thân thể của Ngài là thân thể có sự sống đó cho chúng ta, để bất kỳ ai nhận lấy thân thể có sự sống của Ngài thì chúng ta được sống. Và Chúa nói rằng hãy làm điều này để nhớ ta. Làm điều này ở đây không có nghĩa là ăn bánh, mà làm điều này có nghĩa là làm giống như Chúa làm. Mà giống như Chúa làm có nghĩa là gì đây? Chúa có sự sống, Ngài chia sự sống cho người không có. Khi Giăng Báp-tít đến để giảng, chuẩn bị dọn đường cho Chúa Giê-xu, thì những người thâu thuế, những người lính, những thầy thông giáo đến hỏi Giăng Báp-tít, chúng ta phải làm gì? Thì Giăng Báp-tít nói thế này nè: ai có hai áo hãy chia cho người không có áo, và ai có đồ ăn cũng phải làm như vậy. Đó là cách mà Giăng Báp-tít đã dạy, và đây là cách mà Chúa Giê-xu đã thực hiện. Vậy thì ngày hôm nay, làm điều này để nhớ ta có nghĩa là làm giống như Chúa làm. Nhưng chúng ta nhớ như thế này: chúng ta không cần phải hy sinh chính mạng sống của mình cho người khác nữa, bởi vì Chúa Giê-xu Ngài đã hy sinh chính mạng sống của Ngài cho nhân loại rồi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta có thể chia sự sống của chúng ta theo một ý nghĩa khác. Ý nghĩa đó là ý nghĩa gì? Chúng ta cùng mở ra Cô-rinh-tô nhất đoạn 11. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11. Chúng ta, nếu chúng ta đọc kỹ, và tôi cũng khuyến khích quý vị về chúng ta đọc kỹ lại và chúng ta suy gẫm, chúng ta sẽ thấy rõ ràng về cái điều Phao-lô dạy. Chúng ta đọc Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 về lễ tiệc thánh đó, chúng ta thường hay đọc từ câu 23 trở đi, mà chúng ta bỏ qua từ câu 17 cho đến câu 22. Trong khi một cái phần kinh thánh đầy đủ đó là Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 từ câu 17 cho đến hết đoạn. Và từ câu 17 đến câu 22 là ý nghĩa của tiệc thánh về thuộc thể. Và từ câu 23 trở đi đó là ý nghĩa của tiệc thánh về thuộc linh. Vậy thì ý nghĩa của tiệc thánh về thuộc thể là gì? Đó là chia sẻ nhu cầu sự sống. Trong khi tôi truyền lời cáo dụ này, chẳng phải khen anh em vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn, mà làm cho mình dở hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm hợp hội thánh thì sanh ra sự phân rẽ. Tôi cũng hơi tin điều đó, vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn. Bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nã mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia quá độ. Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc này, tôi chẳng khen đâu. Đây là bối cảnh của câu chuyện mà Phao-lô đã dùng để nói về ý nghĩa tiệc thánh từ câu 23. Bối cảnh của câu chuyện là gì? Trong thời hội thánh Cô-rinh-tô, tức là trong thời các sứ đồ, thì trong thời điểm đó chúng ta thấy rằng cái sự phân biệt giàu nghèo, cái sự phân biệt về những người có quyền và những người không có quyền, bởi vì trong thời điểm đó còn là thời kỳ của chế độ nô lệ nữa. Nhưng khi tin lành của Đấng Christ giảng ra,
thì những người chủ nô tin Chúa, những người nô lệ cũng tin Chúa, những người giàu tin Chúa, những người nghèo cũng tin Chúa. Và khi tất cả đều nhóm nhau lại thờ phượng Chúa thì rơi vào trong một cái tình trạng, đó là người giàu họ không muốn chung nhóm chung với người nghèo, người chủ nô họ không muốn đồng hóa với mình bằng với người nô lệ, cho nên mới có sự dạy dỗ. Và những người giàu thì lúc nào họ cũng thừa bữa thức ăn, còn những người nghèo thì lúc nào cũng chịu đói. Cho nên cái quy định, có cái quy định đó là gì đây ạ? Mỗi một người bình thường thì ở nhà cứ ăn cái gì đó thì ăn, nhưng cái ngày thờ phượng Chúa thì thay vì cái bữa ăn ở nhà của mình trong ngày thờ phượng đó mình ăn ở nhà, thì bây giờ đem cái bữa ăn đó đến hội thánh để góp chung với nhau. Để làm gì? Để cho, để chia sẻ, để ít nhất những người nghèo không có gì ăn cũng có được bữa no trong cái ngày thờ phượng Chúa. Đó là chia sẻ nhu cầu sự sống. Nhưng ở tại đây Phaolô đã lên án hội thánh Côrintô, bởi vì sao vậy? Họ cũng đi thờ phượng Chúa, họ cũng đem thức ăn tới, nhưng người giàu để thức ăn chung với nhau và ngồi ăn riêng, người nghèo bị bắt ngồi riêng và không có gì để ăn. Và cuối cùng thì Phaolô nói đây không còn là tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn nữa. Bởi vì tiệc thánh của Chúa mà chúng ta ăn là chúng ta chia sẻ, giống như Chúa đã chia sẻ. Chúa đã chia, Chúa ngày có sự sống, ngày chia cho chúng ta không có sự sống. Có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta làm điều này để nhớ đến Chúa, đó là chúng ta có nhu cầu sự sống, chúng ta chia sẻ với những người thiếu thốn nhu cầu sự sống. Đó là ý nghĩa về thuộc thể của tiệc thánh. Cho nên mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này thì chúng ta phải làm gì? Phải xét lấy mình. Đúng không ạ? Xét cái gì? Xét xem chúng ta vẫn đưa tay ra để nhận thân thể của Chúa có sự sống cho mình, mà chúng ta vẫn đóng chặt lòng mình với những người thiếu thốn nhu cầu sự sống, mà chúng ta, trong khi tay chúng ta có quyền làm điều đó mà chúng ta không làm, thì chúng ta mắc tội với thân của Chúa. Cho nên tiệc thánh chỉ là nhắc lại, nhưng cái điều chúng ta cần được nhắc lại đó là chúng ta có làm giống như Chúa làm hay không. Không cần anh em phải về bán nhà cửa của mình để chia cho người khác. Bởi vì chia ở đây nó không có nghĩa là chúng ta phải, anh em không cần phải chịu thiệt hại gì hết, anh em chị em vẫn có thể chia được. Ở trong Kinh Thánh thì có nói đến, Chúa có nói đến cái nguyên tắc là bông lúa sót. Còn ở ngoài đời, ở xã hội đó, thì đặc biệt ở Việt Nam là có cái chương trình là hũ gạo nghĩa tình. Nếu chúng ta học lịch sử, chúng ta có nghe đến cái điều này. Hũ gạo nghĩa tình có nghĩa là gì? Chúng ta nói về hũ gạo nghĩa tình trước đi. Hũ gạo nghĩa tình có nghĩa là gì? Nó không cần chúng ta phải lấy, ví dụ chúng ta mua 10 cái gạo không cần chúng ta phải lấy 5 ký cho nó để ta chia. Nhưng mà đơn giản là thế này nè, tức là chính phủ khuyến khích người dân đó để đóng góp lương thực cho quân đội đang ở ngoài chiến trường, bằng cách đó là ví dụ như mỗi một ngày, mỗi một bữa ăn anh chị em nấu một nồi cơm của mình là 1 ký gạo, thì anh chị em cứ lấy đủ 1 ký gạo để nấu. Nhưng mà trước khi nấu, anh chị em chỉ cần lấy ra 1 nắm hoặc là 2 nắm gạo để vào trong cái hũ riêng. Thì lấy ra 1 nắm gạo hay là 2 nắm gạo để ra cái hũ riêng, thì cái bữa cơm của anh chị em, gia đình anh chị em cũng không bị đói vì thiếu 1 hoặc là 2 nắm gạo đó. Nhưng mà 1 hoặc 2 nắm gạo đó, 1 ngày, 2 ngày, 10 ngày, 1 tháng thì nó khác. Và quân đội ở ngoài chiến trường có lương thực để ăn, anh chị em ở nhà cũng không đói. Đó là cái cách của người đời. Còn cách mà Chúa dạy đó là bông lúa sót. Chúa dạy thế này nè: khi ngươi gặt lúa trên đồng của mình thì chớ gặt đến cuối đầu đồng, và cũng đừng nhặt lại những bông bị rớt. Hãy để điều đó cho kẻ mồ côi, người quá bụa, khách ngoại bang và người ngoài bang và khách lạ. Vậy thì, và thật sự thì chúng ta thấy dân Israel họ rất là giàu có, và họ áp dụng rất là nguyên tắc về cái cách này. Tức là khi họ ví dụ họ trồng lúa mì, họ gặt đó thì 4 cái gốc đất
bốn cái góc vuông của đất đó, ví dụ như cái máy gặt nó đi như thế này mà tới đây nó ôm cái cua vòng tròn, thì cái phần trọn vẹn của cái bốn cái góc vuông của đất đó họ không gặt, họ để đó. Rồi những cái bó lúa nào, lúa mà họ khi đã bó rồi mà những cái bông nào mà nó rớt ra ngoài cũng để lại đó luôn, không lượm. Đó là bông lúa sót mà Kinh Thánh Chúa dạy. Vậy thì chúng ta áp dụng cái bông lúa sót đó ngày hôm nay như thế nào? Tôi có học một cái gương của một tôi tớ của Chúa về cái cách của ông. Đó là ông có một cái hũ giống như chúng ta, giống như cô mấy cái hũ mà tỏi đen của cô Hiền, cái hũ to to vậy đó. Rồi gia đình của ông ví dụ như là mỗi một ngày là quy định là tiền chợ là 200 ngàn, và nếu như ngày hôm đó đi chợ hết 200 ngàn thì thôi, nhưng mà nếu như ngày hôm đó đi chợ chỉ hết 195 ngàn thôi, còn dư lại 5 ngàn, thì 5 ngàn đó họ không để lại vào trong cái quỹ tiền chung của họ nữa, mà 5 ngàn đó là bông lúa sót, họ để một cái hũ riêng. Rồi ngày hôm sau ví dụ họ đi chợ dư được có 1 ngàn thôi, thì 1 ngàn đó họ cũng để vào trong cái hũ đó. Nhưng mà nếu ngày hôm sau họ đi chợ chỉ có 150 ngàn, còn dư 50 ngàn, thì 50 ngàn đó họ vẫn để vào trong cái hũ đó là bông lúa sót. Và trong hội thánh có những người già, có những người bệnh, có những người phụ nữ sanh nở, thì hai vợ chồng đã tới Chúa đó ôm nguyên cái hũ đó, không cần biết trong đó là bao nhiêu, ôm nguyên cái hũ đó đến và trao cho gia đình những người có nhu cầu. Và tôi thấy cái điều này rất là hay đó, chúng ta chia đơn giản là như vậy đó. Và cái mức tối thiểu là của điều Chúa muốn đó là đừng có gặt đến tận đầu đồng. Rồi một tôi tới Chúa chia sẻ về cái bông lúa sót này nữa nè. Ví dụ như ha, chúng ta uống một chai nước, chúng ta mua một chai nước, chúng ta uống, thì cái phần nước ở bên trong là phần mà chúng ta sẽ hưởng, nhưng cái phần vỏ chai là cái phần gọi là bông lúa sót. Chúng ta có thể gom lại nó nhiều để chúng ta nhiều để chúng ta bán cho một lần, nhưng mà thường đó thì chúng ta bán xong chúng ta lấy cái tiền đó chúng ta lại mua đồ ăn tiếp. Nhưng mà không, người ta nói Chúa đó dạy là tiền bán đó hãy để vào trong cái quỹ để giúp cho người nghèo. Và đó là lại cách mà chúng ta thực hiện giống như Chúa, chia sẻ nhu cầu sự sống. Đó là bánh. Rồi, và đó là cái ý nghĩa của thân Chúa về thuộc thể, đó là chia sẻ nhu cầu sự sống. Còn ý nghĩa thuộc linh là gì? Chúng ta xem ở trong Côn Đồ Nhất đoạn 11 câu 26. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Đây cũng là chia sẻ. Trước đây, lý do tại sao anh chị em nhận được tin lành của Chúa? Có người khác đã đến chia sẻ cho anh chị em đúng không ạ? Có người khác đã đến rao giảng cho anh chị em đúng không? Và khi họ rao giảng đó, có nghĩa là họ đem cái sự sống của Chúa để chia sẻ cho anh chị em. Và sau khi ta đã nhận lấy sự sống rồi, thì chúng ta phải làm gì? Trách nhiệm của chúng ta phải đi chia sẻ sự sống đó cho người khác. Đó là ý nghĩa thân Chúa. Vậy thì mỗi lần chúng ta ăn bánh, vậy chúng ta xét lại, chúng ta có chia sẻ nhu cầu sự sống về thuộc thể cho người khác không? Chúng ta có chia sẻ tin lành của Chúa cho người khác không? Nếu câu trả lời là không, thì hãy cần ăn năn. Chứ không phải là ăn năn tội, Chúa ơi tháng vừa rồi con có nói dối, Chúa ơi tháng vừa rồi con có trộm cắp, Chúa ơi tháng vừa rồi con có nóng giận. Mấy cái đó là phải ăn năn liền rồi, không có chờ đợi nữa. Nhưng nói về giảng tin lành hay là chia sẻ về sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến, thì chia sẻ bằng cách nào? Có nhiều người nói, mục sư ơi tôi chưa học Kinh Thánh, tôi chưa biết nhiều về lời của Chúa, mục sư ơi tôi cũng không biết phải nói như thế nào, vậy làm sao tôi chia sẻ? Và dường như rất là nhiều người cái mạng lệnh này của Chúa đó nó trở thành gánh nặng rất nặng cho họ. Nhưng mà đâu phải ai cũng được sức giàu để có thể giảng tin lành cho người ngoại như những tôi tớ của Chúa đầy ơn.
đâu thể ai cũng là học Kinh Thánh hiểu biết một cách trọn vẹn để có thể giảng một cách đầy đủ. Nhưng mà cái việc chia sẻ về sự chết của Chúa hay là rao giảng về sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến, thì Chúa muốn tất cả mọi người khi anh chị em ăn bánh của Chúa, tức là trong lễ tiệc thánh, thì phải làm điều đó. Vậy thì chúng ta chia sẻ bằng cách nào? Có nhiều cách. Có những cách chúng ta chia sẻ bằng lời nói. Có những cách chúng ta chỉ cần đơn giản giới thiệu, giống như người đàn bà Samari khi gặp Chúa Giêsu ở tại giếng nước. Người đàn bà này có đi vô thành và bắt đầu làm chứng Chúa Giêsu là đấng như thế nào, Chúa Giêsu đã đến như thế gian như thế nào, Chúa Giêsu sẽ đến bằng cách nào, Chúa Giêsu được sanh ra như thế nào không? Không. Nhưng người đàn bà này chỉ cần nói đơn giản thôi: hãy đi ra xem cái người đã nói với tôi về những việc tôi làm không phải là đấng Messi sao? Đủ rồi. Và cả thành họ chạy ra, họ gặp Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đã chia sẻ cho họ. Ngày hôm nay, ví dụ như có nhiều người hỏi chúng ta: ồ, nghe nói chị tin Chúa hả? Chúng ta chỉ cần dám xác nhận là đủ rồi. Có nhiều người không dám xác nhận mình là người Cơ Đốc nhân. À, chị tin Chúa hả? Dạ, tôi là người tin Chúa. Chúa của chị như thế nào? Tôi cũng không biết diễn tả như thế nào nữa, nhưng mà thôi, bây giờ Chủ nhật này mời chị đến hội thánh đi. Mục sư tôi sẽ giải thích cho chị hiểu. Giống cách của người đàn bà Samari không? Đó, chúng ta vẫn có thể rao giảng. Rồi, có một cách rao giảng nữa. Mà cách rao giảng này rất hiệu quả nè. Rao giảng không bằng lời nói, mà bằng việc làm, bằng đời sống hàng ngày của anh chị em á, chứ không phải là chúng ta cố tỏ vẻ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có rất là nhiều người họ nói về Chúa rất giỏi, nhưng khi kêu gọi tên Chúa, những người được nghe về giới thiệu về Chúa từ những người nói rất giỏi đó, họ không tin. Lý do tại sao họ không tin là bởi vì những người đó nói tin lành nhưng sống tanh rình. Tức là họ không có làm gương ở trong đời sống của họ. Có một cái câu chuyện kể với thầy. Một cái người tín đồ nọ đi đến nhà của một họa sĩ ở gần nhà mình, và đến nhờ cái vị họa sĩ đó đưa một cái bức hình nhỏ, và nhờ cái vị họa sĩ đó là họa ra cái bức hình lớn, và bức hình đó là bức hình của Chúa Giêsu. Họa ra một cái bức hình lớn để cho người này treo ở trên nhà của mình. Và người họa sĩ đó đã nhận lời. Hẹn một tuần lễ sau sẽ đến để nhận lấy cái bức họa lớn đó. Và đúng một tuần lễ sau thì cái người tín đồ đã đi đến gặp người họa sĩ. Và người họa sĩ chỉ vào trong cái tấm tranh đang được phủ một cái tấm vải đỏ. Đó, tôi đã họa xong cái bức hình của Chúa Giêsu của anh. Thì cái người tín đồ này vui mừng đến và mở cái tấm vải đỏ ra để xem cái tác phẩm hay là cái tấm hình đó của mình. Nhưng mà khi ông mở cái tấm vải đỏ ra thì ông phải té ngửa. Ông nói: tại sao ông lại vẽ hình Chúa Giêsu như thế này? Thì cái người họa sĩ nói thế này nè: tôi nghĩ anh là tín đồ của Chúa Giêsu, anh sống giống như Chúa Giêsu, cho nên tôi vẽ những gì tôi thấy nơi anh. Và cái bức tranh đó là tấm hình cái gương mặt của Chúa Giêsu, nhưng một tay thì cầm ly rượu, một tay thì cầm điếu thuốc. Có thể nói nhiều, có thể nói về điều Chúa tốt lành, nhưng khi chúng ta sống mặt không giống như vậy. Tôi nhớ khi tôi đi truyền giáo ở Cà Mau, tôi phải nói rằng khi tôi đến tại Cà Mau có một gia đình con cái Chúa rất là tiếp đón chúng tôi, rất là nồng hậu và cũng rất là sốt sắng. Nhưng mà tôi có một cái điều thắc mắc, đó là rất là nhiều thời gian và công sức để đầu tư vào trong chỗ đó, nhưng hội thánh không phát triển nổi. Tôi không biết lý do tại sao. Nhưng một ngày kia thì tôi gọi điện nói chuyện với một người nhân sự ở hội thánh. Và người nhân sự đó có cái nhà ở cạnh bên cái nhà mà nơi chúng tôi đang sử dụng để tôi nhóm lại ở tại Cà Mau. Thì tôi vừa mở, cái người kia vừa bắt máy lên thì tôi nghe có một người phụ nữ chửi chồng họ, chửi kinh khủng, chửi dùng những cái từ ngữ mà không thể lặp lại được trên miệng của tôi. Tôi nói: ủa, ai mà chửi kinh khủng vậy? Thì cái người đó nói: dạ mục sư, cái chị chủ điểm nhóm đang chửi chồng. Và tôi hiểu tại sao hội thánh của Chúa không phát triển. Bởi vì cái người chủ điểm nhóm
Mà như vậy thì ai có thể tin nhận Chúa được đây? Ai có thể nhìn thấy được sự tốt lành của Chúa đây? Cho nên tôi nói rằng có một cái cách để chúng ta nói về Chúa hiệu quả, đó là qua đời sống của chúng ta. Đó là cái việc chia sẻ sự sống. Rồi trong cái việc trong cái tiệc thánh của Chúa thì Chúa có làm hai điều, là một là bẻ bánh, là hình ảnh của thân thể, và cũng có nghĩa là chia sẻ nhu cầu sự sống về thực thể, và cũng có nghĩa là chia sẻ về sự chết của Chúa Giêsu, hay là rao giảng về sự chết của Chúa Giêsu, hay nói khác hơn đó là giảng tin lành. Và điều thứ hai mà Chúa Giêsu làm đó là chén này là huyết ta đã đổ ra để cho nhiều người được tha tội, hãy làm điều này để nhớ ta. Vậy là làm điều này để nhớ ta là đến ngày đó, chờ đến ngày đó uống một ngụm nước. Ồ, cái này không phải củ nho đâu, cái này là xì tin mà. Ồ, hình như là cái này là nước pha phẩm màu chứ phải không? Phải chờ đến ngày đó uống một cái ly, một cái ngụm nước như vậy rồi bắt đầu nhận xét, phải không? Không phải. Có nhiều người bắt buộc là phải uống rượu nho mới đúng. Và bây giờ uống rượu nho xong, tôi nói nếu mà cảnh sát giao thông mà họ phát hiện ra cái nguyên tắc hoạt động của hội thánh đó, thì ở cái ngày lễ, ngày Chủ nhật đầu tháng, họ cứ đứng ngay giữa hội thánh, họ đo nồng độ cồn là phạt hết. Nhưng không nhất thiết là phải uống rượu nho, bởi vì đó là hình thức tượng trưng thôi. Nhưng mà Chúa nói là này là huyết ta, huyết của sự giao ước mới đã đổ ra để cho nhiều người được tha tội. Phao-lô lặp lại điều đó với một cái câu, đó là hãy làm điều này để nhớ ta. Có nghĩa là Chúa đổ huyết ra để tha tội cho chúng ta. Lúc đó chúng ta có biết mình có tội chưa? Lúc đó chúng ta còn chưa biết mình có tội nữa, phải không ạ? Thậm chí đôi khi lúc đó chúng ta còn đang hãnh diện là chúng ta nói những câu nói xúc phạm với Chúa nữa kìa. Thậm chí đôi khi chúng ta đang hãnh diện là bởi vì chúng ta đang gây khó khăn cho những người Cơ Đốc nhân khác không được thờ phượng Chúa nữa kìa. Thì ngay thời điểm mà chúng ta vẫn còn đang hãnh diện về điều đó đó, thì Chúa đã đổ huyết ra để tha tội cho chúng ta rồi. Và Chúa nói hãy làm điều này để nhớ ta. Có nghĩa là làm cái gì? Là uống cái chén, phải không? Không. Là chúng ta đã nhận được sự tha thứ của Chúa một cách nhân không, thì Chúa muốn chúng ta cũng phải tha thứ cho anh em mình một cách nhân không. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta thuộc cái câu này, và chúng ta cũng luôn luôn muốn được Chúa tha thứ cho chúng ta một cách trọn vẹn. Nhưng mà thường chúng ta lại không sẵn sàng tha thứ cho người khác một cách trọn vẹn. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng nguyên tắc của Chúa, nếu cái người muốn người ta làm điều gì cho mình thì phải tìm cách lừa người ta để người ta làm, phải không? Không. Nếu cái người muốn người ta làm điều gì cho mình thì hãy làm điều đó cho họ, vì đó là luật pháp và lời tiên tri. Vậy thì nếu chúng ta muốn được Chúa tha thứ thì chúng ta phải làm gì? Và chúng ta có biết không, cái nguyên tắc tha thứ của Chúa đó là Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta tùy theo mức độ chúng ta tha thứ cho anh em mình không? Có lẽ nói tới chỗ này nhiều người sẽ ngạc nhiên, ủa tại sao vậy? Nhưng mà Chúa nói thế này nè, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng không tha lỗi cho các ngươi. Vậy bây giờ tôi mở rộng cái câu này ra một chút nữa. Nếu các ngươi cầm tội của người ta, nếu các ngươi giữ tội của người ta ở trong lòng, thì Cha các ngươi trên trời sẽ làm gì? Có thể chúng ta sẽ nói rằng ôi nhưng mà mục sư ơi, người ta, cái người đó phạm tội tôi lớn lắm, phạm tội cái lỗi người đó nặng lắm, người đó gây sự tổn thương cho tôi kinh khủng lắm. Thì Chúa Giêsu biết anh chị em sẽ nói chuyện này, Chúa Giêsu biết anh chị em nói lý do này, cho nên Ngài đưa ra cái câu chuyện luôn. Một người kia thiếu nợ ông vua 10.000 ta lân, và một ngày kia thì vua xót sổ và thấy người này thiếu nợ 10.000 ta lân, và sai quân lính bắt cái người này bỏ tù cho đến khi nào trả xong nợ. Nhưng mà người này van xin quá,
kêu vang kêu nài quá, cuối cùng là vị vua thương xót mà tha nợ cho và thả người này đi về. Trên đường người này đi về gặp một người bạn thiếu mình 200 denier, bắt bỏ tù cho đến khi nào trả xong nợ thì thôi. Và khi những người bạn của người này hay điều đó và buồn rầu và có trình lại với vua, vua nghe điều đó, vua đã nổi giận và sai bắt cái người đó lại. Tức là cái người này đã được tha tội chưa? Đã được tha nợ chưa? Đã được tha rồi. Đã được phóng thích tự do chưa? Đã được phóng thích tự do rồi, nhưng lại không tha lỗi cho bạn hữu của mình. Thì điều gì xảy ra? Lại bị bắt lại. Theo chúng ta thì 200 denier lớn không? Để chúng ta có thể biết được nó lớn không, thì chúng ta hình dung như thế này. Một denier là tiền công của một người công nhân một ngày. Một ngày tiền công của họ. Nhưng mà nhớ rằng cái câu chuyện này được nói ra ở trong cái bối cảnh là mệnh giá tiền của một đế quốc trong thời điểm đó, chứ không phải là một đất nước nghèo chưa phát triển. Vậy thì một denier này và tiền công, vậy thì chúng ta thử suy nghĩ, nếu tính cái tiền công đó ở một đất nước phát triển ngày hôm nay của một ngày một người làm việc thì khoảng bao nhiêu tiền? Mà cái tiền cái người bạn thiếu đó là 200 denier, tức là tương đương với 200 ngày tiền công. Lớn không ạ? Lớn, rất lớn. Nhưng mà nếu đem so với cái số 10.000 denier, đã xin lỗi 10.000 ta lân, thì nó không có là vấn đề gì cả. Tại vì nếu tính về 10.000 ta lân thì thử anh chị em nào có thể có cái máy tính nào đủ dài tính giùm tôi. Một ta lân tương đương 32 kg. Một kg tương đương 26,6 lượng. Một lượng tính chẳng 70 triệu thôi. Rồi, chúng ta tính nè. Giá trị của một lượng chúng ta nhân cho 26,6, nó sẽ ra giá trị của một kg. Giá trị của một kg chúng ta nhân cho 32, chúng ta sẽ ra cái giá trị của một ta lân. Và lấy giá trị của một ta lân chúng ta nhân cho 10.000, chúng ta sẽ ra cái số tiền nợ của người kia thiếu. Ra được không? Thật ra thì con số này vẫn tính ra được, nhưng có một điều là chúng ta sẽ so sánh cái sự cái giá trị của 200 denier và 10.000 ta lân thì nó quá xa. Điều đó chú đang muốn nói rằng cái 10.000 ta lân đó là một món nợ mà một con người không có khả năng trả. Nó giống như là tội lỗi của chúng ta với Chúa mà chúng ta không có cách nào để giải quyết được. Còn 200 denier đó là cái lỗi của anh em mình đối với mình. Đôi khi chúng ta chỉ nhìn cái lỗi của anh em mình đối với mình thôi, có thể cái lỗi đó rất là lớn. Nhưng mà nếu so sánh cái lỗi đó với lỗi của chúng ta với Chúa thì nó không là gì cả. Bây giờ chúng ta phải có sự khôn ngoan để chúng ta chọn lựa. Được tha 10.000 ta lân hay cố thâu giữ 200 denier để rồi phải trả 10.000 ta lân. Và Chúa nói rằng chúng ta phải tha thứ cho anh em mình như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Và khi Chúa đã tha thứ cho chúng ta trọn vẹn, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho anh em mình trọn vẹn. Phi-e-rơ đến hỏi Chúa: thưa Chúa, một ngày nếu anh em tôi phạm lỗi cùng tôi thì tôi phải tha cho họ mấy lần? 70 lần 7, 490 lần. Vậy lần thứ 491 tôi được phép giữ. Phải không? Không phải. Trong Kinh Thánh khi nói về con số thì luôn luôn mỗi con số có ý nghĩa. Và con số 7 là con số trọn vẹn. Con số 70 lần 7, 70 là bằng con số 7 nhân với con số 10. Lần 7 là nhân với con số 7. Thì cái câu này tôi sẽ dịch theo ý nghĩa của từng con số là thế này đây. 7 là chúng ta đã được Chúa tha thứ trọn vẹn. Nhân với 10, con số trách nhiệm, thì chúng ta phải có trách nhiệm tha thứ cho anh em mình trọn vẹn. Và cái 70 lần 7 đó chính là ý nghĩa của câu Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 4 câu 32. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vậy mỗi lần ăn bánh này, uống chén này thì chúng ta phải xét lấy mình. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được chúng ta phải xét lấy cái gì chưa? Và đây là việc của Chúa làm. Và đây là việc Chúa muốn chúng ta làm. Chia sẻ nhu cầu sự sống, chia sẻ tin lành của Chúa, cũng như tha thứ cho những người mắc lỗi cùng mình. Đó
Đó là việc thứ ba. Mới việc thứ ba mà hết giờ rồi. À, xin lỗi, đó là việc công việc thứ tư. Bây giờ ta đi đến công việc thứ năm. Tôi phải chạy nhanh một chút nha. Công việc thứ năm, đó là đặt ý của Chúa lên trên hết. Đặt ý của Chúa lên trên hết. Kinh Thánh Chúa nói như thế này nè. Ở trong Luca đoạn 14 câu 27. Chúng ta mở ra Luca đoạn 14 câu 27. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Một câu kinh thánh nữa. Chúng ta mở ra Matthew đoạn 26. Tại sao tôi nói rằng cái việc thứ ba, việc thứ năm chúng ta làm đó là đặt ý Chúa lên trên hết, mà tôi lại đưa cái câu kinh thánh nói này về cái tiêu chuẩn của người đi theo Chúa, đó là phải vác thập tự giá mình. Tại vì khi nói về vác thập tự giá thì chúng ta phải hiểu, tôi giải thích cái chữ vác trước nha. Tại sao Chúa không kêu là phải ôm cái thập tự giá để theo? Chúa cũng không kêu là phải cặp nách cái thập tự giá để đi theo. Chúa cũng không kêu là phải đội cái thập tự giá lên trên đầu để đi theo, mà là phải vác. Có giờ chúng ta suy nghĩ đến chỗ này không? Tại sao ạ? Vác có nghĩa là thế này nè. Khi chúng ta vác có nghĩa là chúng ta đặt cái vật đó nó ở trên vai. Mà ở trên vai là cái điểm cao nhất của cơ thể nhưng thấp hơn cái đầu. Và Chúa nói rằng Đấng Christ là đầu. Chúng ta không được đặt bất cứ một cái gì cao hơn Chúa, nhưng chúng ta phải đặt cái thập tự giá này ở trên hết tất cả mọi cái cảm xúc, mọi cái nhu cầu của con người chúng ta, của thân thể, nhưng không được phép cao hơn Chúa. Đó là vác. Nhưng mà vấn đề ở đây đó là thập tự giá là cái gì? Thập tự giá là cái gì? Mà ở đây Chúa nói là vác thập tự giá mình, chứ không phải là vác thập tự giá của Chúa Giêsu. Ai muốn theo ta thì lưu mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Ở đây Chúa không kêu chúng ta vác thập tự giá của Chúa nha. Bởi vì thập tự giá của Chúa chúng ta không thể vác nổi. Chúng ta không thể nào vác nổi thập tự giá của Chúa đâu. Chúng ta chỉ có thể vác thập tự giá của mình thôi. Nhưng để hiểu được thập tự giá của mình là cái gì thì chúng ta phải hiểu được thập tự giá của Chúa là cái gì. Nhiều khi ngày hôm nay chúng ta chỉ đơn giản nghe chữ thập tự giá, cái chúng ta thấy cái hình này, thập tự giá là cái này, vậy là vác cái thập tự giá là vác cái cây này. Nếu nói như vậy thì không một ai trong chúng ta làm môn đồ của Chúa được. Bởi vì tôi có thấy ai vác cái thập tự giá nào đâu. Hôm nay chúng ta có đi vác thập tự giá tới đây không? Có không? Vậy thì nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình. Chẳng ai vác cái thập tự giá nào tới đây hết. Vậy thì không ai theo Chúa cả. Nói tới chỗ này anh chị em sẽ hiểu rằng cái điều Chúa đang muốn nói tới cái thập tự giá đây không phải là nghĩa đen. Bởi vì nếu nghĩa đen thì chắc đi ra đường kẹt xe dữ lắm. Mỗi người cây là kẹt xe dữ lắm luôn. Vậy thì cái thập tự giá ở đây Chúa đang không muốn nói tới cái nghĩa đen, mà Chúa đang muốn nói tới ý nghĩa hình bóng. Vậy ý nghĩa hình bóng của thập tự giá chỗ này là gì? Chúng ta cùng xem ở trong sách Matthew đoạn 26. Matthew đoạn 26. Đây là cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu tại vườn Getsemane. Matthew đoạn 26, chúng ta xem câu 39. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Ở đây khi Chúa Giêsu cầu nguyện cái lời cầu nguyện này, chúng ta thấy Chúa đã đưa ra hai vế để Ngài cầu nguyện. Một là cái chén,
hai là ý muốn Cha. Tức là trong cái lời cầu nguyện này, tôi tạm thời diễn ý như thế này để anh chị em hiểu nha. Chúa nói như thế này nè: Cha ơi, con sẵn sàng để con làm trọn vẹn ý muốn của Cha sai con đến. Nhưng có cách nào mà con vẫn thực hiện ý muốn của Cha nhưng không cần phải chịu lấy cái chén này hay không? Vậy cái chén này là cái gì? Chúng ta thường hay nói là chén đắng. Nhưng mà chén đắng này là cái gì? Nó đắng như thế nào? Nhóm chúng ta uống nổi chén đắng này không? Tôi đọc được một cái lời diễn tả về cái chén đắng này. Tôi muốn đọc lại cho quý vị nghe nha. Cái lời này là cái bài dịch này dịch theo Google từ tiếng Anh qua Việt Nam, cho nên đôi khi là cái từ ngữ nó hơi lộn xộn chút xíu, nhưng mà tôi đọc anh chị em có thể hiểu được. Ngài bị đánh 39 roi, vì 40 roi được cho là có thể giết chết một người đàn ông. Họ muốn Ngài còn sống, tức là đánh mà không để cho chết. Rồi họ nắm một nắm râu và tóc của Ngài rồi nhổ bật gốc, nhưng mà không để cho chết. Họ đá, đấm và nhổ vào Ngài hàng giờ liền, cho đến khi không còn một chỗ nào trên cơ thể của Ngài không dính máu, nhưng không được chết. Họ ném một cái chiếc vương niệm bằng gai xuống đầu Ngài, mạnh đến nỗi nó dính chặt vào da Ngài, nhưng không được chết. Sau nhiều giờ đánh đập, chế giễu, quất roi, tra tấn, họ bắt Ngài vác thập tự giá, họ bắt Ngài phải mang nó, một mảnh gỗ thô ráp với những mảnh vụn đâm vào vết thương còn mới. Chúng ta thử tưởng tượng. Họ muốn Ngài cảm nhận được từng chút đau đớn mà họ có thể mang lại. Ngài phải cảm nhận được điều đó để chữa lành cho chúng ta. Việc đóng đinh trong lịch sử là một trong những cái chết tàn khốc nhất, tra tấn nhất mà con người có thể phải đối mặt. Hàng giờ tra tấn hầu hết chúng ta không thể hiểu được về mặt tinh thần, bởi vì sự tàn ác là không bình thường. Đó, diễn tả chút xíu vậy thôi. Đó là cái chén mà Ngài nói rằng: Cha ơi, có cách nào mà con vẫn làm theo ý của Ngài nhưng không cần phải uống cái chén này? Và cái điều này nó kinh khủng đến nỗi mà Kinh Thánh nói rằng Ngài cầu nguyện cho đến nỗi mồ hôi đổ xuống như giọt máu lớn. Có thể cái câu diễn tả này chúng ta không mường tượng được, nhưng mà những nhà họ nghiên cứu về sinh học đó thì họ nói như thế này nè: cái hiện tượng mà Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu đó là hiện tượng mồ hôi máu. Mà hiện tượng mồ hôi máu này nó chỉ xảy ra khi một người ở trong một cái áp lực vô cùng kinh khủng, đến nỗi những cái mạch máu nhỏ li ti ở dưới da nó vỡ ra và máu đó nó trộn lẫn với lại mồ hôi và nó tiết ra theo tuyến mồ hôi. Và điều này chỉ có thể xảy ra khi một người ở trong một cái áp lực tột độ mà cái cơ thể vật lý không thể chịu nổi. Và Chúa Giêsu, đó là cái chén mà Chúa Giêsu nói rằng: Cha ơi, có cách nào mà vẫn theo ý Cha nhưng không cần uống cái chén này không? Vậy thì cái chén mà Chúa Giêsu nói đó chính là cái điều mà lâu nay chúng ta hiểu rằng nó là thập tự giá. Nhưng không, cái chén đó chính là những cái sự đau khổ mà Ngài phải chịu. Còn cái điều mà Ngài phải vác đó chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài có thể cầu nguyện với Cha để từ bỏ cái chén, nhưng Ngài không từ bỏ ý muốn của Đức Chúa Trời. Và sau đó, sau khi Ngài đã cầu nguyện và Ngài hiểu được ý của Cha rồi, thì điều gì xảy ra? Chúng ta xem ở trong Matthew đoạn 26 câu 42. Matthew đoạn 26 câu 42. Ngài lại đi lần thứ hai mà cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên. Vậy thì cái điều mà Chúa Giêsu đưa lên cao hơn tất cả mọi cái cảm xúc, mọi sự đau đớn của Ngài phải chịu đó là cái gì? Nó không phải là cái chén, mà nó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là nếu Chúa muốn con không cần phải chịu những sự đau đớn này mà con vẫn thực hiện sự cứu rỗi cho nhân loại, thì con sẽ làm ý muốn của Ngài. Nhưng bây giờ con biết được rằng con phải chịu những cái điều này để làm sự cứu chuộc cho nhân loại, và đó là ý muốn của Ngài, con vâng theo ý muốn của Ngài. Vậy nói tóm lại, thập tự giá
của Chúa Giê-xu chính là ý muốn của Đức Chúa Trời cho Ngài khi Ngài đến trên đất. Nhưng chúng ta không thể vác thập tự giá của Chúa Giê-xu, bởi vì chúng ta không thể chịu nổi ý muốn của Đức Chúa Trời trên Chúa Giê-xu mà gán ở trên chúng ta. Nhưng mỗi người chúng ta đều biết Chúa Ngài có ý muốn của Ngài trên chúng ta. Và chúng ta phải vác thập tự giá của mình. Và đó là cái công việc thứ ba, là phải làm gì? Đặt ý muốn của Chúa lên trên hết trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà làm sao để ta biết được đâu là ý muốn của Chúa dành cho chúng ta? Trong hội thánh của Chúa, Kinh Thánh Chúa nói là Chúa ví hội thánh của Chúa như là thân thể. Thì thân thể không phải tất cả đều là tay, thân thể không phải tất cả đều là chân, thân thể không phải tất cả đều là miệng, không phải tất cả đều là mắt. Nhưng mỗi một cái người có thể làm một cái cơ phận hay là một cái sự sức giàu mà Chúa muốn. Vậy làm sao để ta phát hiện ra đâu là cái ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta đây? Như tôi nói lúc đầu và chia sẻ đó, tôi khuyến khích với các bạn là phục vụ đó. Thì thật ra lúc đầu tôi không biết Chúa sức giàu cho tôi, Chúa sử dụng tôi trong lĩnh vực nào. Tôi chỉ muốn được hầu việc Chúa. Đơn giản như vậy, tôi chỉ muốn được hầu việc Chúa. Và tôi thấy cái công việc ở trong hội thánh đó là dẫn xe, sắp xe, lau chùi nền nhà, chuẩn bị buổi phòng nhóm, thiếu người làm. Ai cũng muốn là lên đứng lên ban hát, ai cũng muốn là đánh trống, ai cũng muốn đánh đàn, ai cũng muốn chỉnh âm ly, ai cũng muốn làm những cái việc mà có vẻ nó có giá trị hơn chút. Còn những cái việc kia không ai làm cả. Tôi làm. Mà cái thời hội thánh khi mà tôi làm điều đó, cái thời hội thánh còn chưa được tự do như bây giờ đâu. Hội thánh thời đó nhóm còn thờ phượng Chúa trong sự âm thầm. Cho nên làm đủ, làm cách nào đó để cho cái nhà kế bên mà không phát hiện ra mình đang thờ phượng Chúa đó. Cho nên là tín đồ đi đến phải đi từng người một, và đi đến là dựng ngay cái xe ngay trước cửa, rồi đi thẳng lên phòng nhóm, không được phép chào hỏi, không được phép nói chuyện, không được phép bắt tay, khỏe không, lúc này thế nào, không được phép, tất cả đều im lặng, đi lên phòng nhóm, xe bỏ đó, và tôi dắt vô, xếp gọn lại. Anh chị em thử suy nghĩ, một cái diện tích của một cái phòng bề ngang 4m mà bề dài 5m mà tôi có thể sắp 18 đến 20 chiếc xe. Tôi sắp xe siêu đến nỗi như vậy đó. Đó là công việc ban đầu. Tôi cũng không biết là Chúa kêu gọi tôi như thế nào. Rồi sau đó thì các tôi tới của Chúa đi công việc Chúa ở xa. Có ai xung phong đi theo thầy không? Dạ, có em. Và thấy là tôi ngồi, tôi dằn sau xe. Nhiều khi tôi không biết là tôi đi theo mấy ông để làm gì nữa. Bởi vì là mấy giảng thì mấy ông giảng, dạy mấy ông dạy, cầu nguyện mấy ông cầu nguyện, chạy xe mấy ông cũng chạy luôn, tôi cũng không được chạy nữa. Tôi chỉ đơn giản tôi ngồi phía sau, tôi chỉ thấy có điều là tôi đi theo là tốn kém thôi. Bởi vì bình thường nếu mấy ông đi một mình á thì ghé lại uống ly nước thì có một ly thôi. Bây giờ có tôi thì phải trả thêm 2 ly. Ghé lại ăn thì ăn dĩa cơm, một mình thì có một dĩa thôi, có tôi phải trả thêm 2 dĩa. Nhưng mà tôi không hiểu lý do tại sao mà mấy ông lại thích rủ tôi theo. Mà tôi cũng hiểu lý do tại sao tôi lại thích theo và tôi cứ đi theo. Tôi đi theo như vậy, và có cơ hội phục vụ thì tôi phục vụ. Có cơ hội để giúp đỡ cho những hội thánh ở tại đó, cái gì đó thì tôi giúp đỡ. Rồi, tôi cứ trung tính như vậy. Dần dần bắt đầu Chúa cho cái người trưởng nhóm, cái người mục sư đó nhìn thấy được cái điều tôi có. Bắt đầu nhờ tôi dạy giáo lý cho một người. Tôi trung tính dạy giáo lý cho một người. Rồi sau đó tôi dạy giáo lý cho một gia đình. Tôi trung tính dạy giáo lý cho một gia đình. Sau đó tôi dạy Kinh Thánh cho một nhóm nhỏ. Tôi trung tín dạy cho một nhóm nhỏ. Rồi sau đó thì mục sư lãnh đạo lại thử nghiệm tôi qua những cái vị trí khác, giao cho tôi làm mục sư quản nhiệm của một hội thánh. Rồi giao cho tôi dạy và giao cho tôi đi truyền giáo, thử nghiệm từng cái một. Và sau đó thì tôi phát hiện ra, cũng như chính người mục sư đó phát hiện ra cái ơn của mình. Và bắt đầu Chúa đã làm việc và tôi đã bước vào trong cái ơn mà mình được kêu gọi. Và tôi biết đó là ý muốn của Chúa. Và tôi sẵn sàng, khi tôi biết được ý muốn của Chúa thì tôi sẵn sàng tôi buông hết tất cả mọi cái không phải là ý muốn của Chúa. Cho nên đôi khi để chúng ta có thể hiểu được ý muốn của Chúa thì chúng ta phải bước vào trong cái chỗ chúng ta làm việc. Chúng ta phải làm người sẵn lòng trước đi.
để giải thích cho chúng ta có thể hiểu được, nó sẽ nhiều lắm, tốn thời gian lắm. Nhưng mà để nói một cách ngắn gọn ngày hôm nay, đó là hãy sẵn lòng trước đi. Hãy bắt đầu làm việc, hãy bắt đầu phục vụ, rồi Chúa sẽ chỉ ra cho anh chị em thấy. Và trong hội thánh của Chúa không phải tất cả đều là giảng. Không phải tất cả đều, mọi công việc hầu việc Chúa đều là công việc thuộc linh. Có những công việc thuộc thể vẫn được gọi là công việc hầu việc Chúa. Tôi lấy một cái điển hình thôi để chúng ta thấy. Chúng ta mở ra văn 3, thư tín văn thứ 3, câu 5 cho đến câu 8. Thư tín văn 3, câu 5 cho đến câu 8. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em ăn ở trung tín trong mọi điều, làm cho các anh em và cũng cho các anh em ở trọ nữa. Các anh em đã làm chứng về sự nhân từ của anh ở trước mặt hội thánh. Anh sẽ giúp đỡ sự đi đường cho các anh em một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời thì tốt lắm. Ấy vì danh Đức Chúa Giêsu Christ mà các anh em ra đi và không nhận lãnh vật chi của người ngoài hết. Chúng ta cũng nên tiếp đãi những người thể ấy, hầu cho chúng ta với họ đồng làm việc cho lẽ thật. Thì đơn giản cái điều mà tôi muốn trích dẫn một cách dễ ngắn gọn cho chúng ta hiểu, đó là ngay cả những cái người không có đi truyền giảng gì cả, không có đi hầu việc Chúa theo đúng nghĩa đen, họ chỉ đi làm kinh tế thôi, họ làm ra tiền thôi. Giống như ở đây Gai Úc, ông có nhà, ông là người giàu có, rồi ông làm cái gì? Ông có nhà, ông tiếp đón các tôi tớ của Chúa là người đi truyền giáo, cho họ ngủ, cho họ ăn. Và sau khi họ lên đường, khi họ đã nghỉ ngơi xong, họ lên đường thì dâng hiến lộ phí cho họ. Thì sứ đồ Giăng nói rằng Gai Úc đang đồng làm việc cho lẽ thật. Ông có làm không? Ông có đi giảng tin lành không? Không. Ông có đi ngồi làm chứng về Chúa cho từng người không? Ông có chịu cảnh bắt bị bắt bớ không? Không. Ông có phải đối diện với sự nguy hiểm không? Ông có đối diện với sự mệt mỏi phải đi khi đi bộ đường dài không? Không. Nhưng Kinh Thánh nói ông đồng làm việc cho lẽ thật, tức là ông góp tài chánh để cho những người ra đi, thì phần thưởng của người ra trận cùng người ở nhà bằng nhau. Đó, đó khi chúng ta nói là chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta làm công việc Chúa. Và ý muốn của Chúa, chúng ta phải xác định ý muốn của Chúa. Không phải tất cả mọi người đều phải bỏ công việc làm để đi hầu việc Chúa. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều phải đi làm kinh tế để cho có tiền cho hội thánh. Nhưng mà mỗi một người Chúa sẽ sử dụng. Chúa sẽ sử dụng theo cách khác nhau. Và mỗi một người khi biết được Chúa sử dụng mình, ý muốn của Chúa dành cho mình ở trong lĩnh vực nào, thì hãy buộc mình vào lĩnh vực đó. Nhớ là buộc mình nha, chứ không phải để cho tự do. Bởi vì buộc mình ở đây có nghĩa là có những lúc chúng ta không muốn nhưng chúng ta phải làm. Anh chị em thử suy nghĩ đi truyền giáo có lúc chán nản không? Nhưng phải buộc mình, đúng không ạ? Anh chị em nghĩ dâng hiến có những lúc bị cám dỗ để không dâng hiến không? Có không ạ? Có, nhưng mà phải làm gì? Buộc mình khi mình biết ý muốn của Chúa cho mình. Đó, chúng ta đang vác thập tự giá. Nhưng tại sao mà là vác? Tức là không để cái điều đó bằng Chúa. Tại vì có nhiều người nếu ta không cẩn thận đó, chúng ta lại để cái điều mà chúng ta đang làm đó, nó chiếm luôn vị trí của Chúa. Ví dụ một người có tấm lòng dâng hiến để làm việc cho một người, từ cái chỗ một người bình thường đến một người có tấm lòng dâng hiến, nó đã là điều khó, đúng không ạ? Nhưng một người có tấm lòng dâng hiến mà để cho người đó không dâng hiến, nó lại là một điều khó hơn. Mà đôi khi dâng hiến là người có đức tin, nhưng không dâng hiến lại là người vâng phục lớn hơn. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta cần phải biết ý muốn của Chúa. Trước đây tôi có, khi mà tôi mới đầu hầu việc Chúa khoảng năm 2000 đó, thì tôi bắt đầu tôi cưu mang và tôi một cái người em trai. Và bây giờ đó thì cái người em trai này đã tốt nghiệp trường Kinh Thánh rồi, đang hầu việc Chúa. Nhưng mà có một điều đó là cách đây khoảng 4-5 năm đó, thì có một sự việc nó xảy ra thế này. Là khi cái người em trai đó có một cái hội thánh, và người em trai đó muốn mời tôi đến giảng cho hội thánh. Nhưng mà người đó mời liên tục, nhưng mà có điều là cái lịch của tôi không thể sắp xếp được. Cho nên là cứ gọi tôi, anh Hào ơi, tuần tháng này anh có trống tuần nào không? Không có. Tháng sau có trống tuần nào không? Không có. Tháng sau nữa có trống tuần nào không? Không có.
Cứ hỏi như vậy tôi mới nói rằng, tôi mới hỏi lại, nếu thật sự cái chỗ của em đang thiếu người giảng thì anh có thể giới thiệu những người học trò của anh đến, mà những người anh giới thiệu là những người anh biết có kết quả, anh biết lời dạy của họ tốt, đúng. Khi với nhắn tin như vậy đó thì mẹ của cái em này gọi điện lại cho tôi và tự dưng rủa tôi những cái câu tôi không thể nào tưởng tượng. Thầy là một cái người kiêu ngạo, tôi rủa xả thầy, tôi rủa xả hôn nhân thầy, tôi rủa xả con cái của thầy, tôi rủa xả tài chính kinh tế của thầy, rủa tùm lum hết. Và ngay lập tức tôi ngồi dậy tôi nói, thưa cha, con không phải là người xứng đáng nhận cái những cái lời rủa xả này, chắc chắn nó không đến ở trên con. Và cha biết không, sau đó tất cả mọi lời rủa xả đó nó đều đến ở trên hai người kia. Và trong thời gian đó thì cái đứa em đó, tức là sau theo thời gian đó thì đứa em nó mới gọi cho tôi, thầy ơi, mẹ con em bây giờ quá khó khăn, không còn đồ ăn nữa, thầy có thể cứu giúp không? Tôi chuẩn bị, tôi lấy điện thoại chuẩn bị tôi chuyển khoản. Chúa nói với tôi, không được. Tôi hỏi Chúa ơi, tại sao vậy? Người đó đang cần cứu giúp. Và Chúa nói với con là con phải tha thứ, và con đã tha thứ rồi, bây giờ con không giữ cái sự cay đắng gì về cái trong những cái lời rủa xả đó hết. Nhưng mà Chúa nói với tôi rằng, ta đang dạy cho con cái của ta, và nếu con tiếp trợ nó trong lúc này, con đang phá hủy cái chương trình của ta cho nó. Và tôi dừng lại. Khoảng tháng sau thì cũng em đó, thầy ơi, thầy có thể cứu giúp cho mẹ con em không? Tôi cũng lấy điện thoại ra. Chúa lại nói, không được, ta đang dạy cho nó. Và sau hai lần như vậy thì đúng, Chúa đã dạy. Và một ngày kia thì em đã trực tiếp gọi cho tôi và nói, thầy ơi, mẹ của em muốn nói chuyện với thầy. Thì khi tôi nghe điện thoại thì người đó xin lỗi, thật sự xin lỗi, chứ không phải là xin lỗi cho qua chuyện nữa. Và đó thật sự xin lỗi. Và sau đó thì ngay lập tức tôi sắp xếp, tôi với hai con của tôi với lại đứa cháu của tôi đã đi đến đó, ghé vào trong tại chỗ đó vào buổi chiều muộn. Tôi nói rằng ngày hôm nay tôi đến đây là để tôi mở cho cô và con của cô khỏi tất cả mọi cái lời rủa xả mà cô đã rủa trên tôi, bởi vì tôi là người nhận lấy cái lời rủa đó và tôi không xứng để nhận lấy cái sự rủa xả, cho nên nó đã đổ lại. Bây giờ tôi phải mở. Và tôi đã đặt tay trên họ, tôi đã cầu nguyện công bố tha thứ cho họ. Và tôi công bố để quyền lực của sự tối tâm phải dừng lại cái sự rủa xả trên họ trong tất cả mọi lĩnh vực mà họ đã từng rủa xả trên tôi. Và cảm ơn Chúa, từ hôm tôi cầu nguyện đó tới bây giờ thì tôi không thấy yêu cầu cứu giúp nữa. Thì tôi nghĩ rằng khi đã mở thì Chúa ban phước. Khi đã mở thì ma quỷ nó không còn cầm buộc, nó không còn cắn nuốt nữa. Vậy thì đôi khi ban cho là việc mà Chúa muốn chúng ta làm, nhưng có đôi khi nếu ta không cẩn thận thì cái sự ban cho chúng ta nó có thể, chúng ta có thể đặt nó cao hơn Chúa. Có nghĩa là nhiều khi Chúa muốn là chúng ta ngừng, nhưng chúng ta lại không chịu ngừng mà chúng ta lại tiếp tục ban cho, thì chúng ta đang phá hủy công việc của Chúa. Và lúc đó là chúng ta không còn vác nữa, lúc đó chúng ta đang đầu trên đầu rồi đó. Cho nên Chúa muốn chúng ta là phải vác thập tự giá, tức là đặt ý muốn của Chúa lên trên cảm xúc, lên trên ý muốn, lên trên tất cả những gì của cá nhân chúng ta, nhưng phải ở dưới Chúa. Rồi chúng ta đi nhanh đến cái kế tiếp. Anh chị em đói bụng chưa? Có ai muốn nghỉ không? Rồi cái cuối cùng nha. Nói tiếng nói tốt hơn. Chúng ta mở ra trong Hebrew đoạn 12 câu số 24. Hebrew đoạn 12 câu 24. Nếu chúng ta đọc từ câu 18 cho đến câu 25 á, thì chúng ta sẽ thấy ở đây là một cái sự so sánh giữa hai giao ước cũ và giao ước mới. Nhưng mà chúng ta đọc câu 24 thôi, đó là những cái điều mà chúng ta có được ở trong giao ước mới. Câu 24: gần Đức Chúa Giêsu là đấng chung bảo của giao ước mới, mà gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy. Thì trong cái câu này chúng ta sẽ thấy Kinh Thánh có nói đến hai tiếng nói.
Một tiếng nói là tiếng nói của huyết A-ben, và một tiếng nói là tiếng nói của huyết Chúa Giê-xu. Vậy thì tiếng nói của huyết A-ben, tiếng đó nói cái gì? Và tiếng nói của huyết Chúa Giê-xu, tiếng đó nói cái gì? Mà tại sao Kinh Thánh nói tiếng của huyết Chúa Giê-xu nói tốt hơn tiếng của huyết A-ben? Chúng ta muốn biết tiếng của huyết A-ben nói cái gì, chúng ta mở ra Sáng Thế Ký đoạn 4. Sáng Thế Ký đoạn 4. Câu 10 và câu 11. Đức Giê-hô-va hỏi: Ngươi đã làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta. Bây giờ ngươi sẽ bị đất rủa xả, là đất đã hả miệng ra chịu hút máu của em ngươi, bởi chính tay ngươi làm đổ ra. Có lẽ khi chúng ta đọc cái chỗ này, chúng ta sẽ không thấy tiếng của huyết A-ben nói cái gì. Tại vì Kinh Thánh nói là tiếng của máu A-ben đã kêu thấu đến ta thôi, và không có nói là nói cái gì cả. Nhưng chúng ta có thể suy luận để ta hiểu được tiếng của máu A-ben nói cái gì. Ngay sau khi Chúa nói rằng tiếng của máu em ngươi đã kêu thấu đến ta, thì chúng ta thấy câu 11, điều gì xảy ra? Một bản án được đưa ra, phải không ạ? Câu 11, một bản án được đưa ra. Bây giờ ngươi sẽ bị đất rủa xả. Vậy thì bây giờ chúng ta đưa vào trong thực tế một chút xíu. Khi nào thì có một bản án được đưa ra? Khi nào? Khi có người kiện cáo. Nếu không có ai thưa kiện, tòa án có thể mở không? Không. Mà khi tòa án không mở thì có bản án không? Không. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ hiểu rằng tiếng của huyết A-ben nói cái gì. Tiếng của huyết A-ben chỗ này đòi sự công bình. Tiếng nói đòi sự công bình. Và khi tiếng nói đòi sự công bình thì sẽ có một bản án được đưa ra. Và một bản án được đưa ra, cái bản án này nó kinh khủng đến mức độ nào chúng ta biết không? Dòng dõi của Ca-ên bị tiêu diệt hoàn toàn, và ngày hôm nay không còn hiện diện trên đất. Bởi vì A-ben chết, còn có Ca-ên. Sau đó Sét được sanh ra. Và Chúa, dòng dõi của Sét là dòng dõi tìm cầu Chúa. Thì lúc này thế giới phát triển song song hai dòng dõi. Một dòng dõi bị rủa xả là dòng dõi của Ca-ên. Dòng dõi tìm kiếm Đức Chúa Trời là dòng dõi của Sét. Tính Sáng Thế Ký đoạn 6, hai dòng dõi này lại pha trộn lại với nhau, kết hôn với nhau, tạo ra những con người dền dàng, tạo ra những con người kiêu ngạo, tạo ra những con người không vâng phục. Và Chúa tìm trong những con người đó chỉ thấy một mình Noe. Noe thuộc về dòng dõi của Sét, là người công bình. Và Chúa sai Noe đóng một chiếc tàu, cứu chỉ có gia đình của Noe, tức là thuộc về dòng dõi của Sét thôi. Còn dòng dõi của Esau bị tiêu diệt hoàn toàn. Xin lỗi, dòng dõi của Ca-ên bị tiêu diệt hoàn toàn. Bởi cái gì? Bởi tiếng nói đòi sự công bình. Vậy thì tiếng nói của Chúa Giê-xu là Ngài nói cái gì mà tại sao nó lại tốt hơn? Chúng ta xem Chúa Giê-xu đã nói gì nha. Luca đoạn 23 câu 34. Câu này anh chị em chúng ta ai cũng biết Chúa đã nói cái gì. Luca đoạn 23 câu 34. Xong Đức Chúa Giê-xu cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn họ bắt thăm chia nhau áo sống của Ngài. Đây là tiếng của Chúa. Chúng ta thử hình dung nha. A-ben làm việc tốt, đúng không ạ? A-ben dâng của lễ được Chúa nhậm. A-ben không làm gì ảnh hưởng đến Ca-ên cả. Nhưng mà bởi vì Ca-ên ghen ghét về cái của lễ thôi mà Ca-ên đã giết A-ben. Và A-ben đã, tiếng của máu của A-ben đã đòi sự công bình, và Ca-ên bị rủa xả. Chúa Giê-xu cũng không làm gì có tội cả, đúng không ạ? Chúa Giê-xu chữa lành, cứu giúp,
Và những người quan án đã nói rằng ta không tìm thấy người này có điều gì đáng chết cả. Nhưng mà cuối cùng họ đã đóng đinh ngài. Và thay vì nói như tiếng nói của Ca-in, khi họ nói như tiếng nói của A-bên, thì Chúa đã nói tiếng nói khác. Chúa không đòi sự công bình cho ngài, nhưng ngài: Cha ơi, tha cho họ, bởi vì họ không biết điều mình làm. Vậy thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là tại sao tiếng nói của huyết Chúa Giê-xu lại tốt hơn? Tôi sẽ đưa ra cái kết quả nhanh chóng thôi. Tiếng nói đầu sự công bình là tiếng nói của huyết A-bên đã đẩy dòng dõi của Ca-in đến chỗ bị tuyệt diệt. Nhưng tiếng nói của sự tha thứ của Chúa Giê-xu thì điều gì xảy ra? Chúng ta sẽ thấy một điều tuyệt vời nó xảy ra đây. Những con người kiện cáo ngài, những con người dùng roi đánh ngài, những con người đã đóng đinh tay của ngài, chân của ngài vào thập tự giá, những con người đã dùng giáo để đâm vào trong hông của ngài, những con người đã vả má của ngài, họ lại trở thành những con người thuộc về thân của ngài. Những con người đã treo cái bàn tay của ngài, cố định cái bàn tay của ngài vào trong thập tự giá, thì đó họ lại trở thành những con người, trở thành bàn tay của Chúa. Chúa đã sử dụng họ để họ trở thành những con người chạm đến những người cần được chữa lành. Họ đã khống chế bàn tay của ngài trên thập tự giá, thì họ phải trở thành bàn tay của ngài để chạm đến những người cần được cứu. Họ đã vả má của ngài không cho ngài nói, thì họ phải trở thành người nói. Không biết hồi xưa tôi có vả má không? Vả má Chúa không, mà giờ Chúa cho tôi nói. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng phải không ạ? Những con người đã khống chế cái đôi chân của ngài trên thập tự giá, thì họ trở thành đôi chân của ngài để đi khắp mọi nơi. Những con người đã làm tổn thương trái tim của ngài, thì họ lại trở thành những con người cưu mang, yêu thương những con người hư mất. Nhờ vào đâu? Nhờ vào tiếng nói của sự tha thứ. Một người khác nữa đó là Ê-tiên. Khi Ê-tiên bị ném đá, ai là người chủ mưu ở trong cái chết của Ê-tiên? Sau-lơ. Sau-lơ là người chủ mưu, bởi vì Sau-lơ là người giữ lấy áo sống của những người ném đá. Sau-lơ không có trực tiếp ném đá, nhưng Sau-lơ chịu trách nhiệm, bởi vì Sau-lơ cầm áo sống của những người ném đá, tức là Sau-lơ là người chủ mưu. Khi Ê-tiên, trước khi Ê-tiên tắt hơi, Ê-tiên nói: xin đừng đổ tội này cho họ. Và điều gì xảy ra bởi cái lời nói của cái sự tha thứ này? Sau-lơ đã giết một chấp sự của Chúa, chỉ là người phục vụ nơi bàn tiệc đầy dẫy Đức Thánh Linh thôi, thì bây giờ Phao-lô trở thành người phục vụ bàn tiệc của Chúa cho toàn thế giới. Ông đi đến chỗ nào ông cũng phải dọn lẽ thật của Chúa ra cho toàn thế giới. Nhưng mà nếu Ê-tiên mà nói: cha ơi, xin dành lẽ công bằng lại cho con, thì điều gì xảy ra? Chắc Phao-lô tiêu đời. Bởi vì người tiếng nói của người công bình, lời cầu nguyện của người công bình có hiệu quả mà. Cho nên ngày hôm nay cũng như vậy, Chúa muốn chúng ta thấy hai cái tiếng nói này, hai cái loại tiếng nói này. Chúng ta là người công chính thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ có hiệu quả. Và nếu ai đó làm oan ức cho chúng ta, ai đó đối xử tệ với chúng ta nếu chúng ta kiện cáo, họ cũng sẽ nhận lấy hậu quả. Nhưng Chúa không muốn chúng ta kiện cáo. Và Chúa muốn chúng ta phải làm gì? Phải tha thứ, phải chúc phước. Chúng ta xem lời Chúa ở trong Phi-líp nhất đoạn 3 từ câu số 8: rút lại, hết thảy anh em phải đồng lòng, đầy thương xót và tình yêu thương anh em, và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường, đừng lấy ác trả ác, cũng đừng lấy rủa xả trả rủa xả, trái lại phải chúc phước lấy ấy, vì điều đó mà anh em được gọi để hưởng phước lành. Vả, ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác mà lời gian dảo. Phải lắm điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đối trông người công bình, tai ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt ngài sắp lại nghịch cùng kẻ làm ác. Chúng ta là người công bình, mắt của ngài đối trông chúng ta, tai ngài lắng nghe chúng ta, nhưng Chúa nói chúng ta đừng nói lời ác. Chúa nói chúng ta đừng nói cái lời kiện cáo, đừng nói cái lời dành sự công bình, mà hãy nói cái lời nói của sự tha thứ, tình yêu thương. Tại sao vậy?
Nó rất là đơn giản thế này nè. Nhưng ở đây đa số chúng ta là người có gia đình rồi phải không ạ? Chúng ta thử hình dung ha. Nếu một ngày nào đó hai vợ chồng có sự bất hòa với nhau, mà chúng ta hai người cứ cố để bào chữa, để giải thích cho đối phương, cho người kia hiểu được cái điều mà mình muốn nói đó, thì chúng ta sẽ thấy thế này: càng giải thích càng hiểu xa hơn, càng giải thích cái sự việc nó đi càng xa hơn, mà cái sự việc nó đi càng xa hơn, cái sự bực dọc ở trong lòng nó càng tăng lên. Nhưng mà thay vì mọi lời giải thích đó, chỉ cần một lời xin lỗi thì mọi việc được giải quyết. Mọi việc nó được giải quyết. Còn chúng ta cố giải thích, mục đích của sự giải thích là gì? Để cho người kia biết rằng mình đúng. Tức là đang nói tiếng nói đòi sự công bình. Thì cảm xúc của cả hai nó sẽ càng ngày càng tệ. Nhưng mà nếu chúng ta nói cái lời xin lỗi. Có nhiều người nói thế này, khi tôi chia sẻ điều này có nhiều người nói với tôi thế này nè: nhưng mà mục sư ơi, rõ ràng là vợ em sai mà, tại sao em phải xin lỗi? Tôi mới nói với họ thiệt ra đó là không phải là quý cô không biết mình sai đâu. Quý cô biết mình sai đó, nhưng mà có nhiều khi là do cái tự ái. Cho nên là càng giải thích để chỉ cho mấy cô thấy sai, mấy cô càng không chịu. Nhưng mà đôi khi chỉ cần xin lỗi cái tự nhiên mọi việc nó im, và mấy cô cũng tự sửa cái sai của mình. Còn càng chỉ ra sai, sự việc nó càng tệ hơn. Đó, không biết là tôi nói như vậy, tâm lý của mấy cô có phải là như vậy không? Cho nên chúng ta phải nói tiếng nói tốt hơn. Mà tiếng nói tốt hơn ở đây không cần phải dành sự công bình, không cần phải đòi sự công bình, nhưng hãy nói lời tha thứ. Trước khi kết thúc, tôi muốn kể cái, đây là kinh nghiệm cá nhân của tôi về cái tiếng nói đầu sự công bình. Và từ đó về sau, tôi đã ăn năn với Chúa và tôi không dám nói tiếng nói đó nữa. Trước đây, khi mà có những cái biến cố trong gia đình của tôi xảy ra, thì có những người tôi đã từng cưu mang, nhưng khi tôi có biến cố thì họ lại sử dụng những biến cố đó để họ tìm cách họ đạp tôi, họ đè bẹp tôi ở trong chức vụ. Tôi đi giảng chỗ này, tôi vừa đi thì họ đến, họ nói xấu. Tôi đi giảng chỗ kia, hội thánh được khích lệ lắm, được gây dựng lắm, tôi vừa rời khỏi thì họ đến, họ nói xấu. Một ngày kia tôi quá cực lòng, tôi nói: Chúa ơi, Ngài có thấy rằng người ta đang quấy rối con không? Chúa ơi, Ngài đánh cho người đó một roi để cho người đó tỉnh đi Chúa. Anh biết điều gì xảy ra không? Một tuần sau tôi nghe tin người đó bị tai biến. Nhưng mà khi tôi nghe tin người đó bị tai biến rồi, lòng tôi không có muốn. Tôi nói: Chúa ơi, không có phải như vậy. Con không muốn người đó bị bệnh, con chỉ muốn là người đó tỉnh lại. Người đó đừng có làm công việc bây giờ là đi phá con thôi. Người đó cứ hầu vị Chúa, việc của người đó đi, cái công việc người đó đi, đừng có phá rối con nữa thôi. Nhưng mà người đó bị tai biến. Và tự nhiên tôi thấy cái sự cáo trách ở trong lòng của mình. Tôi nói với Chúa: Chúa ơi, xin tha thứ cho con, bởi vì con đã nói cái tiếng nói không tốt. Xin tha thứ cho con. Và Chúa ơi, xin Chúa ngày đỡ người anh em đó dậy, để cho người anh em đó tiếp tục được đứng vững để hầu việc Chúa. Thì cảm ơn Chúa, sau đó người anh em đó đã được chữa lành. Và bây giờ người anh em đó vẫn hầu việc Chúa, nhưng vẫn ghét tôi. Nhưng có một điều là không thể nào quấy rối tôi được nữa, bởi vì Chúa đã đặt tôi ở nơi rộng rãi. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải làm việc Chúa làm. Và những việc mà Chúa muốn chúng ta làm đó là những cái việc nền tảng. Khi những cái việc nền tảng này chúng ta đã làm tốt, chúng ta đã vâng phục trọn vẹn, thì chắc chắn chữa lành, giải cứu, đuổi quỷ, tất cả mọi cái điều kia chắc chắn nó sẽ xảy ra. Amen. Chúa ban phước cho hội thánh. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.